Mới đây, danh sách đề cử cho giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy dành cho tháng 10 đã được công bố với nhiều bất ngờ. Những cái tên đáng chú ý tại Grammy 2018 là Jay-Z, rapper bên này dẫn đầu cùng 8 đề cử, trong đó có hành động của năm, ca khúc của năm và bản thu âm của năm. Kendrick Lamar theo sau với 7 đề cử và Bruno Mars với 6 đề cử. Ca khúc Despacito cũng có tên trong ba hạng mục lớn là ca khúc của năm, bản thu âm của năm và màn trình diễn nhập pop của cặp đôi nhóm xuất sắc nhất. Dù nhận được kỳ vọng lớn với sự trở lại ngoạn mục cùng lúc What You Make Me Do, nhưng Taylor Swift lại không có tên trong đề cử lớn nào ngoài ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc và ca khúc nhạc phim hay nhất. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. The world moves on another day, another drama. Bên cạnh đó, Ed Sheeran, chủ nhân của hit Shape of You, cũng chỉ khiêm tốn góp mặt trong đề cử hạng mục màn trình diễn pop solo xuất sắc nhất và album pop solo xuất sắc nhất. Kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Lady Gaga cũng nhận được 2 đề cử là màn trình diễn pop xuất sắc nhất và album pop xuất sắc nhất. Thậm chí người hâm mộ còn cho rằng bản đề cử có nhiều bất công khi Harry Styles, Shawn Mendes, Demi Lovato, Miley Cyrus trắng tay ở mùa giải năm nay dù có những sản phẩm âm nhạc được đánh giá cao. Katy Perry lại một lần nữa kém duyên với Grammy khi không có bất kỳ đề cử nào. Lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 60 sẽ diễn ra vào tối ngày 28 tháng 1 năm 2018 tại nhà thi đấu Madison Square Garden, New York, truyền hình trực tiếp trên CBS.